Xin kính chào quý vị. Bảo Trân rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Sau chuỗi ngày đón không khí lạnh tràn về khu vực Bắc Bộ, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, bắt đầu từ ngày hôm nay, ngày 12 tháng 10, kèm theo không khí lạnh, khu vực Bắc Bộ sẽ bắt đầu có mưa dông diện rộng, rải rác tại nhiều khu vực. Cụ thể, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong hôm nay, hầu hết các vùng trên cả nước đều có mưa, đặc biệt khu vực miền Trung mưa to đến rất to. Trong đó, khu vực miền Trung tiếp diễn mưa lớn diện rộng và còn kéo dài nhiều ngày. Từ chiều, đồng bằng Bắc Bộ bắt đầu mưa dông, Tây Nguyên và Nam Bộ mưa chiều tối. Theo đó, trong hôm nay, thời tiết khu vực từ Nghệ An đến Quảng Nam có mưa vừa, mưa to đến rất to. Tổng lượng mưa phổ biến ở Bắc Nghệ An 70-150mm, có nơi trên 250mm. Từ Nam Nghệ An đến Thừa Thiên Huế 200-400mm, có nơi trên 500mm. Đà Nẵng và Quảng Nam 100-200mm, có nơi trên 300mm. Cần chú ý việc mưa lớn mở rộng ra khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa, với lượng mưa phổ biến từ 40-80mm, có nơi trên 120mm. Ngoài ra, ở khu vực từ Quảng Ngãi đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa từ 10-30mm, có nơi trên 60mm. Thời gian mưa dông tập trung vào chiều và tối. Mưa lớn ở khu vực từ Nghệ An đến Quảng Nam được cơ quan khí tượng cảnh báo còn có khả năng kéo dài. Trong mưa dông, cần đề phòng có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp và nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi. Dự báo chi tiết các vùng trên cả nước. Phía Tây Bắc Bộ, nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, đêm trời lạnh. Phía Đông Bắc Bộ, nhiều mây, có mưa vài nơi, riêng khu vực đồng bằng từ chiều có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, vùng ven biển cấp 3, cấp 4. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế, nhiều mây, có mưa vừa, mưa to đến rất to và rải rác có dông. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Đà Nẵng đến Bình Thuận, có mây, phía Bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Phía Nam có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Tây Nguyên có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Hà Nội nhiều mây, chiều và đêm có lúc có mưa, mưa vừa và dông, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Trước việc mưa lớn kéo dài tại khu vực miền Trung, cần đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng các diện tích lúa, hoa màu tại các khu vực trũng thấp. Đề phòng mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn, gây ngập úng tại các khu đô thị. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Theo đó, khu vực miền Trung, từ Hà Tĩnh đến Quảng Nam, vừa qua có mưa vừa, cục bộ có mưa to đến rất to, kéo dài trong nhiều ngày. Lượng mưa tại các khu vực có nơi trên 50mm như Húc Nghì, Quảng Trị 57mm, Phong Xuân, Thừa Thiên Huế 112,6mm, Hoa Bắc, thành phố Đà Nẵng 58,4mm, Tân Hiệp, Quảng Nam 152mm. Dự báo trong nhiều giờ tới, ở khu vực từ Nghệ An đến Quảng Nam có mưa vừa, mưa to đến rất to. Tổng lượng mưa phổ biến ở Bắc Nghệ An từ 70-150mm, có nơi trên 250mm. Từ Nam Nghệ An đến Thừa Thiên Huế, từ 200-400mm, có nơi trên 500mm. Đà Nẵng và Quảng Nam 100-200mm, có nơi trên 300mm. Khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, với lượng mưa phổ biến từ 40-80mm, có nơi trên 120mm, từ chiều 12 tháng 10 đến 13 tháng 10. Ngoài ra, ở khu vực từ Quảng Ngãi đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông. Cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa từ 10-30mm, có nơi trên 60mm. Thời gian mưa dông tập trung vào chiều và tối. Cảnh báo, mưa lớn ở khu vực từ Nghệ An đến Quảng Nam còn có khả năng kéo dài.
cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc sét cấp 1, riêng khu vực từ Nam Nghệ An đến Thừa Thiên Huế cấp 2. Bên cạnh đó cũng cần lưu ý thời tiết cực đoan tại các vùng biển. Theo đó, ở vùng biển phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8. Dự báo ngày và đêm 12 tháng 10, ở vùng biển phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét. Ngoài ra, ngày và đêm 12 tháng 10, khu vực Bắc Biển Đông, Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, cấp 6, cấp 7. Cảnh báo, ngày và đêm 13 tháng 10, vùng biển phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Biển động, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét. Toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác tại các vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn. Trước dự báo mưa lớn, ngập lụt, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, thủy điện, khu vực các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế kiểm tra rà soát, triển khai phương án vận hành và bảo đảm an toàn hồ chứa và hạ du, bố trí lực lượng thường trực để vận hành điều tiết và sẵn sàng xử lý các tình huống. Theo báo cáo của Cục Kỹ thuật An toàn và Môi trường Công nghiệp, Bộ Công Thương về mực nước các hồ thủy điện trên cả nước, lưu lượng nước về các hồ chứa khu vực Bắc Bộ ngày 8 tháng 10 năm 2023 nhiều, tăng nhẹ so với ngày 7 tháng 10. Khu vực Bắc Trung Bộ nhiều, dao động nhẹ. Khu vực Tây Nguyên, Đông Nam Bộ nhiều, giảm nhẹ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ thấp, tăng nhẹ so với hôm trước. Mực nước hồ chứa thủy điện khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ cao, tăng nhẹ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ thấp, tăng nhẹ so với ngày hôm trước. Các hồ chứa ở lưu vực sông suối nhỏ khu vực Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ bao gồm Yên Bái, Lào Cai, Hà Giang, Thanh Hóa, Nghệ An, Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng, Gia Lai, Đồng Nai. Mực nước cao đang tăng cường phát điện, sử dụng nước hiệu quả tránh xả thừa. Các hồ thủy điện lớn như khu vực Bắc Bộ, Duyên Hải, Nam Trung Bộ đang phát điện theo quy trình vận hành và huy động phát điện của cơ quan điều hành. Trong đó, hồ Thác Bà đang vận hành theo huy động phát điện để nâng cao mực nước hồ. Khu vực Bắc Trung Bộ, Đông Nam Bộ, Tây Nguyên, mực nước cao. Một số hồ đã điều tiết nước xả tràn như Trị An, Iali, Pleikrông, C-4, Hủa Na, sông Ba Hạ. Các hồ lớn còn lại mực nước đều dưới mực nước theo quy định, chủ động vận hành phát điện để sử dụng hiệu quả nguồn nước. Dự báo tình hình thủy văn 24 giờ tới, lưu lượng nước về các hồ khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ tăng nhẹ, khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ tăng nhẹ, khu vực Tây Nguyên, Đông Nam Bộ dao động nhẹ. Miền Bắc đã đón những đợt không khí lạnh đầu tiên vào tháng 9 và tháng 10. Đặc biệt, đợt không khí lạnh đang ảnh hưởng đến các tỉnh miền Bắc. Tuy mới chỉ là đầu mùa nhưng ảnh hưởng khá sâu đến nước ta, nền nhiệt thấp do ảnh hưởng của không khí lạnh là dưới 16 độ. Trong những ngày kế tiếp, khối không khí lạnh sẽ được bổ sung, các tỉnh khu vực Bắc Bộ duy trì hình thái thời tiết ngày nắng, đêm không mưa, trời lạnh về đêm và sáng. Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có nhiệt độ phổ biến từ 21 đến 24 độ C. Khu vực vùng núi Bắc Bộ, nhiệt độ phổ biến từ 18 đến 21 độ C. Vùng núi cao có nơi dưới 16 độ C. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, trong tháng 10, nhiệt độ trung bình của cả nước phổ biến ở mức cao hơn trung bình nhiều năm khoảng 0,5 đến 1 độ C. Tháng 11 và tháng 12 năm 2023, nhiệt độ này phổ biến cao hơn từ 0,5 đến 1,5 độ C. Trong thời kỳ đầu mùa đông năm nay, không khí lạnh có khả năng hoạt động yếu hơn, hiện tượng rét đậm, rét hại có thể xuất hiện muộn hơn và thời gian hoạt động sẽ ít hơn so với trung bình nhiều năm. Từ tháng 1 đến tháng 3 năm 2024, các đợt rét đậm, rét hại cũng sẽ không kéo dài. Ngoài ra, do ảnh hưởng của El Nino, nền nhiệt mùa đông năm nay có thể cao hơn từ 0,5 đến 1,5 độ C và ấm hơn so với trung bình nhiều năm. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cũng lưu ý, các đợt không khí lạnh đầu mùa tuy không làm nền nhiệt giảm sâu nhưng thường gây ra mưa lớn, dông, lốc, sét, mưa đá, đặc biệt ở các tỉnh Trung Du, miền núi phía Bắc. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Và đừng quên, chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin mới nhất ở tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!